Mọi người trong quay đợi đi. Dạ. À, mọi người ơi, sạch bò mình rửa rất là sạch sẽ rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ luộc lên nhé mọi người nhá. Ăn luộc với mọi người. Đấy, mình luộc như thế nào thôi mọi người. Giờ mình sẽ bắt lên lửa nhá. Bây giờ chờ vài phút nữa mọi người nhá. Chờ vài phút nữa sẽ được ăn. Chờ sạch bò luộc chín mình giả muối ớt nhá mọi người. Đây. Dạ hai trái ớt thôi, sợ cay quá. Dạ với gừng nha mọi người. Nước chấm mình đổ ít mắm nha mọi người. Mắm gừng. Rồi. À mọi người ơi, bây giờ sạch bò của mình đã chín rồi mọi người. Nóng. Nóng quá mọi người ơi.
bông bò rò này rồi. Đây mọi người ơi, rất là thơm ngon luôn, nóng lắm mọi người ơi. Giờ mình sẽ cắt nhỏ ra nha mọi người nha. Dạ dạ cái này nữa dạ. Nóng quá mọi người ơi. Này. Giờ mình sẽ thử một miếng nha mọi người nha. Nóng quá. Đây. Mời mọi người nha. Ngon lắm mọi người ơi. Chấm đói bụng quá mọi người, ăn rất là ngon. Rau rất là xanh mọi người. Mọi người không quay. Để đi. Dạ. Chấm. Ừ.
cắt miếng to to ăn cho đã mọi người nhé. Dạ hả, trái ớt rồi, các con kêu cái quá. Nó hút xong. Dạ. Nó đau luôn. Miếng to luôn cho đã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.